chị sẽ giới thiệu cho các bé một đường chơi câu cá nước. Ở đây có rất là nhiều cá luôn các bé. Và hai cái cần câu luôn. Một cái cần câu màu xanh nước biển và một cái cần câu màu xanh lá cây luôn. Chị sẽ đưa ra cho các bé xem nha. À, quá trời cá luôn. Chơi rất là nhiều cá luôn. Này nó có thêm cái bao kiến ha, để bảo vệ cho cái bộ con cá không bị rơi ra nè. Dính chỉ rồi. Đây là cây màu xanh nha. Còn đây là xanh xanh da trời nha. Cũng như vậy luôn, có cả con cá luôn nè. Cả con cá luôn cho chúng ta câu. Ở đây là cái heo. Con cá này cá màu xanh dữ lắm. Con sao biển luôn, con sò màu xanh luôn, có cả con ếch luôn nè các bé. Ui, con ếch màu xanh, con cá vàng luôn. Cá này cái gì mỏ vậy ta? Cá này màu đỏ. Ở phía trước cái miệng của con cá có cái cục 500 nè, để dành cho mình câu cái câu này vào cái miệng của con cá thì sẽ giúp cá nha. Thì chị sẽ câu cho các bé xem nha. Chị sẽ câu con ếch nè. Rồi, chúng ta sẽ câu con cá màu đỏ nè. Wow, dính cá rồi. Dính con cá rồi. Này câu rất là dễ luôn nha. Khi mà chúng ta dính cá rồi, chúng ta sẽ kéo cá lên nha. Và chúng ta gỡ cá ra. Dính một con cá nè. Chúng ta sẽ bắt đầu hạ con câu xuống nha. Hạ con câu xuống. Tiếp con sao biển. Cả con sao biển rồi. Hai con này nha. Chúng ta sẽ câu thử. Wow, con ếch to như vậy mà cũng câu dính nè. Kéo nó lên. Wow, dính được con ếch màu xanh rồi. Giờ thì chúng ta sẽ thử cái cần câu màu xanh da trời này nha. Thả câu xuống. Thử cần câu này xem có câu được những cá to không. Câu con sò đi. Wow, cần câu màu xanh thì không thể lên thì phải. Nếu để xuống là dính liền. Bây giờ chúng ta sẽ cho cá vào trong thao nước nha. Chúng ta sẽ dễ thao cá hơn nha. Cho ớt và cá vào. Thao nước luôn. Trời ơi.
Anh xin ngồi xuống câu đi. Bơi luôn rồi. Chúng ta chỉ còn đậm thôi. Bạn xin vào đây bạn xin cá quá. Xin bơi rồi. À, dính rồi. Dính con sao biển rồi. Như vào đây gì đây bạn xin? Câu con gì? Câu con heo. Con heo hả? Con heo. Cá heo bự như gì mà mình dễ câu quá nè. Rất là dễ câu luôn các em ơi. Bạn xin này làm cho cá rơi nhanh quá.
này to nè. Chào các bé, chúng ta sẽ hẹn gặp lại video lần sau nha.